Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Ông Vlog. Hôm nay thì tiếp tục sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng cái điều khiển của máy điều hòa treo tường của thương hiệu Capper, model mới của 2024. Các dòng ký hiệu là IS36 rồi nhá. Trên cái dòng này chúng ta sẽ sử dụng cho cái dòng máy của Capper chạy ga R32 model 2024. IS36 là đuôi mới nhất. Các bác sử dụng những dòng đuôi sau đó là đuôi IS33, 35 hay 32 thì là những dòng cũ rồi. Thì đây sẽ là 36 rồi nhá. Cái điều khiển của nó sẽ như thế này. Các bác nào sử dụng giống như điều khiển này có thể để lại comment giúp em nhé, để có những cách sử dụng mới. Đầu tiên là nút tắt bật ở đây. Em tắt đi rồi. Tắt đi thì bằng điều khiển của nó không có gì cả. Đúng không ạ? Tắt đi. Đấy, bằng điều khiển nó rất đơn giản. Đây có phím số của tổng đài của bên Capper. Mọi người có thể gọi điện đến để nhân viên kỹ thuật số hướng dẫn cho mọi người. Thương hiệu Capper này. Đúng không ạ? Ok, nút bật tắt là nút đầu tiên. Mọi người yêu mến em thì nhớ dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất của nhá. Em xin chân thành cảm ơn. Đây các bác nhìn thấy khi mà tắt đi các bác bấm nút gì nó cũng không có này, đúng không ạ? Ok chưa? Ok. Đấy. Hét này, bấm lên này, ok. Ok thì em sẽ tiếp đến là chúng ta sẽ bấm nút off rồi, các bác bấm nút tắt bật lên nhá. Bật lên thì nó sẽ sáng cái bảng điều khiển chúng ta lên. Đúng không ạ? Ở đây thì vừa em vừa bấm nút hét là nó cái chế độ này là chế độ sưởi ấm. Cái dòng này thì là cái điều khiển này điều khiển dùng cho cả dòng 1 chiều và 2 chiều. Do đó mà cái dòng IS36 này nó là dòng, đây này em đang hướng dẫn con TC gạch ngang 12 hoặc là 12 hoặc là 09, 18, 24, IS36 là dòng 1 chiều thôi. Tuy nhiên thì trên điều khiển của nó vẫn sẽ có cái phím bấm là dòng 2 chiều nhé. Tức là hết hết này là chế độ sưởi ấm. Đấy, cái cách vào đây phát sẽ có chế độ sưởi ấm luôn ở đây. Đúng không ạ? Ok, tiếp đến là chế độ cool. Cool ở đây, các bác khách về đây nó sẽ ra cool. Cool này là chế độ nằm mát. Thường thường thì các bác sẽ sử dụng vào mùa hè là chính. Mùa hè thì mọi người sẽ nằm mát phòng. Đấy, thổi ra hơi khí lạnh. Các bác sẽ sử dụng chế độ cool giúp em. Và khi chọn chế độ cool xong rồi, mọi người sẽ chọn về các cái nhiệt độ các bác mong muốn đây này. Đấy. Nhiệt độ mỗi một lần bấm thì các bác sẽ bấm tăng giảm được 1 độ C. Và cao nhất của nó sẽ là 32 độ C. Thấp nhất của nó thì chắc chắn là 16 độ C rồi. Các bác kích vào đây. Nó xuống ở 16 độ C đúng không ạ? Bình thường ra các bác cứ để nhiệt độ trong phòng cho em từ 23 đến 25 độ C nhé. Đấy, cho nó hợp lý. Sau khi để chọn xong nhiệt độ, chọn cool rồi, các bác chỉnh cho em cái hướng gió. Tốc độ gió các bác nhé. Này các bác nhìn thấy kích vào nút slip này. Nó sẽ ra ở trên này, slip này, auto này. Đây các bác nhìn thấy này, slip này. Auto là tự động thôi nhá. Các bác kích thêm vào. Nó sẽ ra mức quạt gió số 1, mức quạt gió số 2, số 3 và turbo. Đúng không ạ? Turbo sẽ là làm lạnh nhanh. Quạt gió của nó thổi động, thổi gió là nhanh nhất rồi nhá. Đấy các bác có thể chuyển sang chế độ turbo giúp em. Ok, thì chúng ta có chế độ 1, 2, 3, 4 nút này rồi. Nút tiếp theo là chế độ các chọn các chế độ khác nhau của máy điều hòa. Ví dụ mọi người sẽ kích vào đây. Đấy, các bác sẽ nhìn thấy nó nhảy rất nhiều chế độ đúng không ạ? Các bác nhìn thấy không ạ? Kích vào đây. Chế độ đầu tiên đó là chế độ auto. Auto này nó sẽ là chế độ làm mát là tự động thôi nhá. Làm mát tự động là chế độ làm mát theo cái cơ chế hoạt động của máy là tự động rồi. Nên các bác cứ yên tâm là cái này thì chúng ta không cần chỉnh gì, nó sẽ tự động mà điều chỉnh. Tiếp đến là chúng ta kích vào tiếp theo là chế độ cool. Cũng giống như các bác kích vào đây thôi. Nó sẽ cho chế độ cool ở đây. Đấy, các bác kích vào quạt gió nhá. Cool tiếp theo là chế độ làm mát, nó thổi ra hơi lạnh. Đấy, thổi ra hơi lạnh các bác, thông thường các bác sử dụng cool. Tiếp đến là chế độ dry. Chế độ dry là chế độ khi mà phòng chúng ta có hơi ẩm nhiều. Đấy, thì nó sẽ thổi ra khí khô để mà làm cho phòng chúng ta không bị ẩm nữa. Đây là chế độ dry. Đấy, các bác cũng chỉnh quạt gió các thứ cho nó hợp lý nhá. Tiếp đến, kích vào tiếp theo nó chế độ hét là chế độ về sưởi ấm. Thì các bác cũng nhìn thấy là chế độ hét là chế độ ở đây hoặc cool hét là hai chế độ mà chúng ta có thể chọn nhanh được. Còn không thì các bác sẽ chọn vào chế độ ở đây để chọn sang chế độ hét là chế độ sưởi ấm. Tiếp đến, nhưng mà đối với dòng máy một chiều, dòng máy một chiều như thế này thì khi các bác kích vào hét nó không hoạt động nhá mọi người nhá. Nó vẫn có phím bấm nhưng nó không hoạt động. Đấy, lưu ý chút nào như vậy, nó không hoạt động. Tiếp đến, kích thêm phát nữa nó sẽ ra chế độ fan. Fan này nó là chế độ quạt gió mọi người nhá. Chế độ quạt gió này thì nó chỉ thổi ra hơi gió thôi. Đấy, nó thổi ra hơi gió thì mọi người nhìn thấy nó kích vào fan này. Nó thổi ra hơi gió, nó chỉ cho tốc độ gió này, các bác chỉnh vào tốc độ gió này. Đấy. Đúng không ạ? Nó thổi ra hơi gió, các bác kích vào nút càng cao thì mức gió ở đây nó càng nhiều thì thổi ra hơi gió càng nhiều. Còn các bác kích vào các chế độ khác, ví dụ auto hay là cool thì các bác chọn vào
quạt gió lớn thì nó sẽ thổi ra được cái hơi lạnh nhiều hoặc là hơi gió nhiều tùy vào cái chế độ. Ở dưới này thì ở đây là nút time, là nút cài đặt thời gian. Đấy, nút tăng giảm nhiệt độ các bác biết rồi, tăng giảm nhiệt độ các bác biết rồi. Nút time này thì khi mà các bác bật máy như thế này, các bác bật máy như này thì các bác sẽ cài đặt được thời gian tắt một nhá. Đây, thời gian tắt đây. Đấy, các bác tắt thì các bác sẽ kích tăng giảm lên bao nhiêu giờ này, các bác nhìn kích vào, các bác nút tăng giảm ở đây nhá. Đây, tăng giảm đây, tăng lên, giảm xuống này. Ví dụ là các bác muốn thời gian tắt của nó là 10 là 2 giờ chiều đi. Đây 2 giờ chiều đi. Còn các bác bấm nút thêm một cái thì nó sẽ hẹn giờ là lúc 2 giờ chiều máy nó sẽ tự tắt. Đúng không ạ? Còn nếu mà các bác muốn nó bật lên, nếu mà muốn nó bật lên ấy, thì các bác sẽ tắt máy đi. Các bác tắt máy đi, muốn nó bật lên thì các bác lại cài đặt thời gian bật, bấm vào đây. Đúng không ạ? Các bác lại bấm tăng giảm lên. Ví dụ như là ví dụ các bác cài đặt là 12 giờ nó bật, 4 giờ nó tắt đi. À 2 giờ nó tắt đi, các bác bấm nút 12 này. Các bác bấm nút set một cái. Ok. Thì 12 giờ nó sẽ bật và 2 giờ chiều nó sẽ tắt. Chúng ta đã cài đặt thời gian tắt, thời gian bật ok rồi đúng không ạ? Tiếp đến ở phía dưới này, chúng ta sẽ có cái menu, tức là cái chọn rồi. Chọn ở phía dưới này các bác nhìn thấy menu, khi các bác kích vào đây có rất nhiều chế độ này. Thì em sẽ giải thích cho các bác từng chế độ một nhá. Cái chế độ tí nữa nhá, sau cuối cùng đây, nút ở phía dưới này đi. Phía dưới này thì các bác sẽ nhìn thấy này, nó sẽ có cái chế độ, để em sẽ chuẩn đi đây. Đảo gió các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy đảo gió này. Hai bên này là hai nút đảo gió. Đấy. Đây nó sẽ có chế độ đảo gió, chúng ta sẽ là đảo gió sang trái sang phải. Đây. Nút bên này sẽ là đảo gió lên trên xuống dưới. Đấy các bác nhìn thấy hai phím nhá. Trên xuống dưới, trái phải cho mọi người. Nếu mà máy này nó sử dụng được trên lên trên xuống dưới thì thường thường máy điều hòa thường thường nó sẽ chỉnh lên trên xuống dưới là chính. Còn trái phải thì một số máy nó có, một số máy nó không có nhá. Tuy nhiên ở đây nó trên cái điều khiển nó vẫn có bình thường. Thì không biết là con này nó có trái phải không thì em đang chưa nhìn ra. Ok, tiếp đến nút menu ở đây. Nút menu ở đây có rất nhiều cái chế độ khác nhau các nhá. Em sẽ chỉ qua từng chế độ một. Đầu tiên là cái chế độ ở trên cùng này nhá. Đây. Chế độ đầu tiên nó là chế độ về vẫn là chế độ sưởi ấm thôi. Các bạn nhìn thấy. HEAT là nó chế độ sưởi ấm. Ok, tiếp đến là chế độ eco. Xem qua chế độ eco đây. Các bạn nhờ eco. Eco là chế độ tiết kiệm điện năng các nhá. Đây, các bạn nhìn thấy. Sau khi các bác chọn vào lúc đấy các bác bấm một lần nữa nó sẽ chọn ra chế độ eco này. Eco là chế độ tiết kiệm điện năng, là chế độ thân thiện với môi trường. Đấy, thì dòng này là dòng Inventor và nó sẽ có chế độ tiết kiệm điện năng cho mọi người rồi. Tiếp đến, chúng ta sẽ có chế độ ở phía bên dưới này. Bên cạnh này luôn nhá. Cạnh này luôn này. Khi mà có cái chế độ slim này nó nháy đèn lên. Đây là cái chế độ về im lặng thôi nhá, quạt gió im lặng. Đấy, vì các bác chọn vào chế độ này. Để em sẽ chọn cho các bác nhá. Kích lên đời, ok chưa? Tiết kiệm điện năng và chế độ quạt gió im lặng. Đây là chế độ quạt gió im lặng rồi nhá. Thì hơi gió nó thổi ra rất là nhẹ nhàng, lặng lẽ. Đấy. Tiếp đến, chúng ta có chế độ ở phía dưới này. Góc bên này lên đi nhá, display. Có nhìn thấy display không ạ? Display. Các bác kích vào display nó sẽ là chế độ mà hiển thị được cái gì ạ? Hiển thị được cái đèn, cái chức năng hiển thị đèn ở trên dàn lạnh các nhá. Bởi vì dòng copper này là có hiển thị đèn trên dàn lạnh nên các bác sẽ chọn vào đây. Đấy, display này. Đây, nhìn thấy không? Em sẽ xóa cái eco đi nhá. Xóa cái slim đi nhá. Các bác nhìn thì gì? Ok. Chọn cho mọi người cái display. Ok chưa? Nháy display rồi, nó sẽ có hiển thị đèn trên dàn lạnh các nhá. Tiếp đến sẽ có chế độ night. Chế độ này này đó là chế độ mà thiết bị sẽ tự động bật hoặc tắt chức năng hiển thị màn hình điều hòa theo nhiệt độ, theo độ sáng môi trường trong nhà. Thì khi mà thiết bị bật cái chức này lên thì mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ cảm, nó là chức năng cảm biến ánh sáng. Đấy, khi các bác bấm nút like này. Đấy, kích vào đây đúng không ạ? Like này đây. Chọn đồ này. Đây là chế độ cảm biến ánh sáng không nhá. Ok. Chức năng tiếp theo của chúng ta đó chính là chức năng đây các bác chọn vào đây anti. Đây ở đây thì có chúng ta có chế độ anti ép này, hoặc là có một chế độ ở cuối cùng đó chế độ iClean. iClean là chế độ tự động vệ sinh dàn làm sạch nhé. Thì cái này là chức năng tự động làm sạch cái dàn ở phía bên trong máy. Các bác kích vào đây đúng không ạ? Mọi người để thấy giúp em là có rất nhiều tính năng mà chúng ta cũng không sử dụng đến quá nhiều.
thì các bác cứ tắt đi, các bác sử dụng chức năng nào các bác chọn vào chức năng đấy thôi đúng không ạ? Còn các chức năng khác thì các bác bỏ qua giúp em. Ok, tiếp đến thì chúng ta có một cái lưu ý cuối cùng, đó chính là trên cái sách hướng dẫn sử dụng chúng ta sẽ có một cái chức năng là chúng ta có thể điều khiển các cái phím bấm, hai phím bấm liên tục, hai phím bấm để chúng ta chuyển các chế độ khác nhau. Ví dụ mọi người thể chuyển độ chế độ C thành chế độ F, hay hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật, những cái chế độ mà riêng biệt đấy em sẽ làm một cái video cụ thể và đầy đủ hướng dẫn mọi người các bác nhé. Ok, thì đấy là cái cách sử dụng của cái máy điều hòa treo tường của thương hiệu Capper model mới nhất 2024 trên các dòng IS36. Thì mọi người có câu hỏi hoặc có thắc mắc, có những chia sẻ đóng góp, mọi người comment ở phía dưới giúp em để em hoàn thiện thêm cho các video lần sau mọi người nhé. Ok, thì em Long xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.